xin chào anh em. Các bạn có biết mình đang đi đâu không? Hôm nay tranh thủ trời nắng này, với cả hôm nay mất điện nữa nên là mình tranh thủ đi vào rừng lấy củi anh em nhé. Sáng nay thì mình có chặt được một ít thì mình để ở dưới này nè. Thì hôm nay mình lấy xe kéo đi kéo nhé, cũng khá là nhiều đấy. Bây giờ mình chỉ đi kéo thôi chứ chặt thì mình chặt xong rồi. Đấy, có một con trâu đang nằm ở đấy kìa. Ok, mình sẽ đi khám phá một chút nhé, xem là ở đây có gì đặc biệt không, có gì đẹp không. Đây anh em này, con trâu nó đang nằm này, ăn cỏ ở đây chắc no rồi, nằm phơi nắng. Mấy hôm vừa rồi lạnh thì có được nắng như hôm nay đâu. Hôm nay là nắng rồi. Đấy, vừa nãy mình có chặt củi trên này này anh em này. Củi ở đây thì cũng không nhiều lắm, mà nó vừa mưa nên là củi nó chưa khô mấy. Mình cũng chưa vào đây bao giờ. À, rừng thông quá nhiều luôn anh em ạ. Dưới kia có một cái ao anh em ạ. Được. Nhìn bầu trời trong vắt này. Hôm nay trời nắng đẹp dã man luôn. Rồi. Ok. Thế có lẽ là mình sẽ quay về đây anh em. Biết xuống cái ruộng kia được không nhỉ? Sẽ thử xuống cái ruộng này nhé. Ngã chết to đấy, ngã vào cái bùn này thì cũng cả một vấn đề đấy. Đó, đây một cái đá mài này, đá mài này chuẩn phết đấy. Người ta lúc người ta đi làm ruộng làm nương ấy, người ta có dao cùn thì người ta mài luôn luôn này. À, đây xuống được, cái này không bị lầy này. Đây. Con trâu ơi, con trâu. Trâu, cho tao xin kiểu ảnh nào con trâu ơi. Con trâu ơi, đi về đường nào đây? Hả? Trâu, tao hỏi cái đi về đường nào. Về đường kia, về đường này đấy. Trả lời tao coi. Ok con này. Không biết mình đến gần nó có cho đến gần không? Cho đến gần tí mày. Chạy luôn. Thôi thôi, mình không trêu nó nhá. Thôi đi ăn cỏ đi, không uống nước gì. Đàn của mày đâu hết rồi? Có mỗi mình mày thôi à? Chán nhỉ? Chán thì tao cũng có mỗi mình tao thôi. Thôi đi về nhá anh em nhá. Đi theo cái ruộng này này. Đẹp lắm anh em ơi. Đây này, cái này mày đá sân bóng nhỉ. Cái ruộng này mày đá bóng thì thôi rồi luôn. Xuống thật. Ui, ruộng này đá bóng thì hơi bị đỉnh cao đấy. Xuống ấy nhờ. Anh em ơi. Cỏ dại nó màu tím tím. Ở đằng kia có cái ngôi nhà nhỏ nhỏ, chắc cái lán của người ta đấy. Đi thấy xe của mình. Đây là chỗ người ta rào con trâu nhá anh em nhé, để con trâu nó không vào được. Thank you.
Ok anh em, tình hình là khá là nặng anh em ạ. Đây anh em có thể thấy này, đầy một chuyến này luôn, không biết nó kéo nổi không. Thực ra thì cũng toàn xuống dốc thôi, nhưng mà cũng thấy hơi ngại ngại. Thì vì củi này nó không khô mấy, nên là nó bị nặng, nó hơi nặng. Chắc chắn thì rất là chắc chắn rồi. Còn bánh xe thì chưa thấy non hơi. Thôi, cố gắng vậy. Ok.